tùy vào hàng sản mà thôi một tí. Có cả là cái sản phẩm này cách ai có 2 cm ha, có lai bên này, một lai bên này, một lai bên ngoài, đánh mất cỏ lá cách từ lấy được cảnh trên từ cỏ lá các cái mắt của nó sẽ cách không từ hai đến cái cỏ lá từ đây đến đây, cái xương cỏ lá từ đây đến đây chia đôi và một đường kéo từ rãnh lá, một đường kéo từ cầm cầu để nó dựa thì nó tạo thành một chút và cân đối với nhau, độ một lai đường đường bên hai. Rồi đây là cái mình làm nên mình không đi đâu các người hả, cái gì hoàn cần cái gì cái thì chúng ta nếu không nhất thiết là phải như thế này, phải đi theo đường này, phải đi theo đường kia thì mới tốt ha. Cái sản phẩm là mình hiểu rõ cái bản chất của nó, bản chất của nó là tăng sinh collagen, nên có phần nào cần tăng sinh collagen, phần nào cần tạo cái hiệu ứng lifting thì mình sẽ thích, chứ không nhất thiết là phải là chỉ bắt buộc có cái quy định của hãng ta. Rồi sắp vào chốt sắp tay cái này có là đồ tốt quá rồi. Kim này không? Chị Thảo kim này không? Có kim này không? Cái kim này là của chị này. Còn cái này kia này của hãng thì mình có thể là tiêm điểm đầu vào hoặc là ổ tê đầu vào cũng được, thường thì mình hay dùng cái tiêm điểm đầu vào thì tê đầu vào thì khách hàng sẽ dễ chịu hơn một chút khi mà mình đi các bên lai. Rồi, cái này thì cũng giống như filler, nó khá là tiện thương, nó nhỏ nhắn dễ thương. Bên trong nó thì khoảng có thấy cái bọt khí kể này bỏ ra lắp cái như là bỏ sát vào thì làm thương không? Khi rồi em chẳng hạn với anh cô thôi mới chỉ nó có mình sẽ tiền vào cái điện khó tiền vào chứ còn chưa ha mình dùng được này không? Cái tiêu cái tên là không có ba ít ba nữa đánh ba phần trăm nên là chỉ cần một điểm bỏ thôi nó là tê, còn lại cái này là có cái đi chung phiếu nữa là ba vì đang lên nữa nên là nó tê lâu rồi bắt đầu mỗi điểm mình có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 điểm mỗi đường là 0,2 rồi 0,2 không phải cc này, khách nào là bạn này bạn dùng 2 cc rồi điểm đầu tiên rồi cái gì dễ mình làm trước cái gì khó mình làm sau, dễ là gì cái vùng mặt là vùng dễ, khó là gì vùng chán là cái vùng cần cần chú ý thì mình sẽ làm sau chứ đừng có để cái vùng khó làm trước nên lỡ may khách hàng đổ máu hay chảy máu như thế mình lại rất mất công thời gian để là gì
để xử lý với lại đấy, sau khi đấy cái phần dưới trên là tại mô trên cơ sở là lơ. Ngoài ra thì mình hay có một cái khác thói quen là mình sẽ có một cái tấm cạc phía dưới cái vùng đi canula, thì cái độ sâu của nó là mình có thể vừa đi vừa ra một cái là mình gần như là mình sẽ đi trượt xuống dưới nước ra. Nó đi khá là lâu chứ mình không có đi kiểu đi sâu lắm như mình tiêm filler, nó sẽ hơi nâng một chút cái đầu của mình đấy, mình có thể thế đấy để an toàn phần mình vẫn rút rút ra. Sau đấy là mình sẽ tiêm 0,2 vừa tiêm vừa rút, vừa tiêm vừa rút, vừa tiêm vừa rút giống như tiêm filler vậy. Rồi sau đấy mình sẽ đi chuyển hướng, mỗi lần tiêm là 2 nấc. Khá biết đối với tiêm vùng mặt nhé, mình sẽ phải bảo và khá biết ra khá hiệu hóa ra thì những cái cơ bám ra mà nó tạo ra một mặt phẳng thì mình đi canh ra chứ những cái hàng cố gắng lợi miệng còn cố tình đâm mình sẽ đâm xuyên vào những cơ rất là khó. Rồi tiếp tục 0,2cc nữa đây. Tiêm rất là nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Rồi nếu mà mình chưa tiêm đủ thì mình có thể gì kéo xuống một lai tiêm sẽ làm sao cho nó hết không cái nước đó. Nó có thể tiêu thụ được sự nào một cái rồi như thế mát cũng tương tự như vậy. Ủa cái này là xuôi đấy, xuôi được không? Xuôi cái con này thì mình sẽ đi hơi thành hơi sâu một chút. Và khi nước khi ra thì sẽ là chén nó ăn chỉ nét nhiều quá rồi tiếp tục. Sau khi tiêm xong cuối cùng mắt mình nên sang phát xa ra các con ăn đều đừng có để ta để nó hành bỏ đấy. Mặc dù nó sẽ theo thời gian xa nhân một cái kinh nghiệm của mình thì mình sẽ làm tốt. Hai được không? Đơn giản vậy. Nó sẽ được vượt. Vùng thứ ba thì mình sẽ tiêm một chút cho cái vùng biển hà để nó xong cái biển hà đấy. Không, mình có thể tiêm ngay trước biển hà luôn. Có thể đi trước để nó trên đó. Có thể đi trước. Mình sẽ che cái này nhé. Đừng để cho cái nhé. Canula chạm vào những cái vùng này mà nó khó sạch. Dạ. Rồi xong như thế. Cái này là làm nó kia mà cảm nhận đau quá. Rồi sai. Rồi con lại mình sẽ tiếp tục chơi. Đối với vùng kỹ thuật vùng trán thì mình chú ý một chút, tại sao cái vùng này là vùng này khá là nguy hiểm do da nó mỏng, mô da nó ít, mô dưới da nó cũng ít nữa. Có những người da trắng có phải họ còn gì da dính chặt với xương. Nên là nếu mà đến cái người đấy thì mình sẽ đi kỹ thuật này, mình sẽ đi chừa dưới da, mình sẽ cho cái canula vào, ông nhấc cái đầu canula lên,
Ông sẽ đi trượt. Sao đi trượt xuống? Nhất cái hướng khăn là gì? Nhất cái hướng anh đi để lên phía dưới đó. Có nghe ở trong cái để nguyên như thế này. Thường ví dụ như người chạy đông vào mạch máu hay là đông sinh vào mạch máu rồi chúng ta sẽ là chuyển một lúc như này, nó sẽ bị kim một máu tràn ra thì mình có thể thấy được thôi. Tức là cái này an toàn sẽ dập nhỏ các tim một lát thôi. Ví dụ như filler đúng không? Mình chạy tim một lát 2, 3, 4, 5 thì cái sát xuất lưu của nó sẽ nhiều hơn. Cái đấy mình sẽ tâm nhiên một lát. Ok, có đau không em? Và chưa là vậy. Rồi, bắt đầu nếu để an toàn thì sẽ đi ra gì? Chè đi. Ai đây? Bên trên. Tức là thật bên trên để cho chè cái mạch máu. Xong rồi sử dụng tiên. Người tiên được kéo. Ít ra nhé, đây là mình vừa nói vừa trình diễn đã rất là lâu. Nhưng thực ra nhé, nếu mà tiêm cả tiêm chưa được 3 phút sang em. Rồi, sang đây tôi sẽ chỉnh tê chứ ha. Đi thẳng đường ai phát triển luôn. Đi kiểu gì được luôn. Hãy nhớ nó không phải giống filler. Filler mình đi mình sợ nhất là gì? Nó là cổ, nó hón cổ, nó lộn cổ, nó làm là nó ra tan khi nó tan. Tan ra thì nó thùng lên. Thế còn cái này thì sao? Nó tan hoàn toàn của mô và nó không gây hóa học. Thế mình không sợ. Yên cứ gì được. Là có những biến tự như cái vùng mắt thì mình mát xa, những cái vùng khác thì không. Vùng mắt tại sao mà mát xa là vì vùng mắt cái vùng mà mình đẻ cào thì mình lên mát xa để cho nó khách hàng sau khi tiêm xong nó không bị lộ, tại vì nó sẽ mất khoảng 6 tiếng thì nó mới tan hoàn toàn. Trong khi vùng mắt mình chỉ đi một line như này, trong khi cả vùng mắt nó là một quần như này thì mình sẽ cố gắng mình sao ra. Đi phơi dưới bề mặt da nhưng đừng có đi sâu lắm. Cái này mình không đi sâu tại vì mình đang muốn tạo cái được ứng trên bề mặt. Không thấy hút ra đây không có gì cả. Mình bắt đầu tiêm 0.2 cc cho một line của mình và mình được tiêm và mình vừa nhìn cái này nó mình xoay lại đi xuống. Đôi khi những người cái đường line này đường line mình vẽ thôi, nhưng đối với những người họ nhăn họ không có xăng chỗ này thì mình có thể là gì tiêm vào đây một xe là 0.1 cc xong tạo một lỗ này xong đi xuống tới đây tiêm 0.5 cc.
mời đại sư yêu nào. Mình đã mình muốn đi lắm không? Mỗi chút mình cứ giữ đường đi nó không có đường đi nó dưới ra thì nó mỗi tôi nó ở dưới một chút không đừng có đi lúc sau không đừng đi gần khá xưa quá cả này nếu mà đi như vậy nó không cái này em nó ở dưới thôi không rồi sao một hai nữa nhanh hả nhanh vương đi không đi phía trên đi dưới nó sát vào đại đường nhưng mà cái cảm giác là mình đã chạm ra ngoài ra giữ ra thôi coi trả báo cái không có thể nghe nó quay đấy nghe nó không cho nó không đi nếu mà lỡ không phải thì mình cũng không có cái được thôi không sao mình nó mở ra rồi đi dưới ra rồi rồi con đâu qua ra rồi mình đang chuột có căn hộ của mình nó sẽ chuột cái đầu căn hộ mình sẽ chuột đúng ra đấy là sẽ như vậy sao đó tiêu tiêu đến lúc mình đi học vâng biết đi không vùng khác là giấy xác của mình và từng một nơi khác mình đừng có đi lắm mất sao thì sau khi tiêm xong đó, thì mọi người sẽ thấy là những cái vùng tiêm xong họ sẽ hơi đỏ một chút cái này thì trong khoảng thời gian ngắn và khoảng như khoảng thời gian nữa là nó đang căng căng vào vừa một chút xíu cho cảm nhận không đâu cũng là bốn không bố buồn chặt hơi bố kéo quá như chỗ hai mắt sợ không sao hết cảm giác sợ thôi chứ đi 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 đi